kiểm tra giám sát công tác đào tạo sát hạch lái xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chú ếch cảnh đủ sắc màu mang về thu nhập ổn định cho chàng thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cần xây dựng cộng đồng chơi TikTok văn minh hơn. Quý vị đang quay trở lại với chuyện trưa 12 giờ ngày hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 8. Thảo Nhi và Hoàng Ngân sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút trưa nay. Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là những thông tin cập nhật đáng chú ý trong 24 giờ qua. Đầu tiên là một vụ việc cần các bậc phụ huynh lưu tâm trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết một bé gái 3 tháng tuổi đang được điều trị tích cực sau khi nhập viện vì phụ huynh dùng nước sông lắng phèn không đun sôi để pha sữa cho trẻ bú. Hôm qua, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều trị bé gái 3 tháng tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang bị xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun, nghi do bú sữa pha bằng nước sông lắng phèn không đun sôi. Bé được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố trong tình trạng sốc mạch nhanh 168 lần một phút, nhẹ, chi mát, huyết áp khó đo, da xanh tái, niêm nhợt nhạt. Chỉ số các tế bào hồng cầu trong máu chỉ còn 14%, bình thường ở tuổi này là 28-32%. Sau khi hội chẩn, bé được chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa kéo dài. Qua nội soi thám sát ổ bụng, kết luận bé bị viêm phù nề niêm mạc dạ dày, tá tràng, nhiễm giun. Sau hơn một tuần điều trị, trẻ tỉnh táo, hồng hào, hết xuất huyết tiêu hóa, cai máy thở, bú khá. Bác sĩ Tiến cho biết thêm, phụ huynh cho biết hay lấy nước sông lắng phèn, không đun sôi để pha sữa cho trẻ bú. Các bác sĩ nghi ngờ trúng dung xâm nhập từ đây. Nhận quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Kon Tum nên có thể xin việc vào làm tại các cơ quan công an và quân đội. Sau khi nhận được tiền từ nhiều người, đối tượng Ina, 34 tuổi, trú tại làng Cơ Tu, xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, đã sử dụng số tiền để tiêu xài cá nhân mà không thực hiện điều đã cam kết. Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, tạm giam đối với Ina để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Na đã nói với nhiều người về việc mình có nhiều mối quan hệ và có thể xin việc vào các cơ quan như công an, quân đội hoặc các cơ quan nhà nước khác với số tiền xin việc dao động từ 30 đến 150 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, Na đã chiếm đoạt của ông A Son, trú cùng huyện, số tiền 150 triệu đồng để xin việc cho con trai ông Son vào ngành công an. Sau khi nhận đủ tiền, Na không thực hiện việc xin việc như đã hứa, mà sử dụng số tiền đó vào mục đích tiêu xài cá nhân. Do bị hỏi về tiến độ xin việc, nên Na đã làm giả quyết định tuyển dụng và đưa cho ông A Son. Qua khám xét chỗ ở của Ina, cơ quan công an còn thu giữ nhiều hồ sơ xin việc và các tài liệu khác liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sa Thầy đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nhằm nâng cao hơn nữa công tác đào tạo và sát hạch trình độ lái xe sau khi ra trường, Tổng cục Đường bộ đã kiểm tra một số trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày 17 tháng 8, Tổng cục Đường bộ cùng với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, giám sát phần thi mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe. Sau khi qua vòng thi lý thuyết, ở phần thi mô phỏng, máy tự động đưa ra 10 câu hỏi tình huống mô phỏng trong tổng số 120 câu để kiểm tra khả năng xử lý của học viên. Các tình huống mô phỏng tự động chạy liên tiếp, thí sinh không được lựa chọn lại đáp án. Mỗi câu trả lời có điểm từ 0 đến 5 điểm. Thời gian làm bài không quá 10 phút. Khi hoàn thành bài sát hạch mô phỏng hoặc hết thời gian, toàn bộ câu trả lời của thí sinh, kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết, được máy tự động chấm điểm, in ra và lưu trữ tại máy chủ. Lên học về máy tính, các bạn lên học về điện thoại, cái màn hình của điện thoại ấy, nó rất là chậm mà nó nhỏ nên các bạn không có thể chỉnh chuẩn được. Còn các bạn mà dồn cho máy tính ấy, là các bạn đo căn một hầu như 100%. Các bạn nên học từng chương một thì nó hay hơn, chứ đừng học từng nhảy từng chương các bạn không được nhớ. Thì cái phần thi mô phỏng này nó khá là khó bởi vì là mình không có nhớ được hết 120 tình huống, là phải luyện và có một cái khoảng thời gian đủ để cho mình nhớ đó, nhớ chính xác cái mốc như thế nào đó, là cái khó khăn. Thì đối với cái phần thi này cũng là phần thi mới, cho nên đối với những cái kỳ thi đầu á thì học viên còn hơi bỡ ngỡ, cho nên họ thi với cái kết quả đạt thì cũng chưa cao lắm, thì khoảng 60%. Nhưng mà đến nay
khoảng hơn một tháng thi rồi thì cái tỷ lệ này nó đã được tăng cao lên, thì có ngày thì 80-90, có ngày thì nó đạt 90, hơn 90%. Từ cuối tháng 6 năm 2022, có thêm phần mềm mô phỏng đưa vào phần thi sát hạch cho học viên. Đây là phần thi mới, thời gian đầu học viên còn bỡ ngỡ nên kết quả đạt chưa cao, khoảng 60%. Đến nay đã hơn 2 tháng, tỷ lệ đã tăng từ 80 đến hơn 90% mỗi ngày. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra tại một số trung tâm sát hạch lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung kiểm tra giám sát gồm sử dụng cabin tập lái ô tô phục vụ công tác đào tạo, sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe, sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe để quản lý và giám sát quá trình học. Trang phục Linh Blut đã được nghiên cứu chứng minh có tác dụng giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chứng bụng, đi cầu nhiều lần. Trang phục Linh Blut chai lớn 80 viên tiết kiệm đến 91.000 đồng. Bệnh viện Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau bao tử với các biểu hiện ở hơi, ở chua, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày. Bệnh viện Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Hiện nay, diện tích vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang cho thu hoạch rất ít, không đủ sản lượng để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp và nhà vựa phải ra đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên để mua hàng về cung ứng cho đối tác. Ở thời điểm này, do hết vụ nên đa số vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang đã hết trái. Phần lớn vườn cây đặc sản này đang ở giai đoạn xử lý cho cây ra hoa hay ở giai đoạn trái non. Do khan hàng nên nhiều doanh nghiệp, nhà vựa phải đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mua trái sầu riêng về để cung ứng cho khách hàng ngoài nước. Tiền Giang có diện tích vườn cây sầu riêng lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với hơn 16.000 ha, cho sản lượng một năm khoảng 298.900 tấn. Ở thời điểm này, trái sầu riêng nghịch vụ giá trên 70.000 đồng một ký nhưng rất hiếm hàng. Hiện nay, tất cả những thương lái ở miền Tây dồn về Tây Nguyên mua. Giá hiện nay khá cao, trái sầu riêng đóng thành phẩm loại 1 mua giá từ hơn 50 đến 60.000 đồng một ký, còn vào vườn mua xô trên 40.000 đồng một ký. Một chàng trai trẻ 24 tuổi ngụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh có thú vui nuôi ếch rồi tự mày mò tìm hiểu cách chơi cũng như là nuôi dưỡng loại thú cưng đặc biệt này. Không những thế, thú vui này cũng mang lại thu nhập thêm ổn định cho chàng trai. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện Hoàng Anh Khoa đang nuôi khoảng 200 con ếch cảnh, trong đó có nòng nọc. Các loại ếch mà anh Khoa nuôi hầu hết đều thuộc giống Bachman. Những chú ếch này nổi tiếng với thân hình tròn ngộ nghĩnh, miệng rộng quát và màu sắc rực rỡ. Đồ ăn ưa thích của chúng là cá, côn trùng và cả chuột con. Anh cho biết, việc nuôi và chăm sóc ếch cảnh khá đơn giản, dễ chăm sóc về chuồng trại. Nó thuộc họ sừng, thì nó sống ở bên vùng Nam Mỹ á. Thì Việt Nam mình nhập về đây bán thì cái giá thành nó là từ 200 cho tới 350 là đối với những màu mà căn bản là nó có 4 thể màu là màu xanh lá, màu đen và hai màu bạch tạng là màu đỏ với là màu vàng. Môi trường của ếch nó thích hợp khi mà mình để trong nhà với cái nhiệt độ là mình giữ là trong khoảng từ 25 cho tới 30 độ. Nó thí dụ mà xe xích 1-2 độ thì mình cũng không sao, nói chung là mình có những cái biện pháp xử lý. Thí dụ mà trời nóng quá thì mình có thể mở quạt trực tiếp, hoặc là mình ngâm cái thùng nuôi của mình ra một cái hồ nước lớn, hoặc là mình xả nước liên tục lên nắp hoặc là thùng. Còn thí dụ mà lạnh quá thì mình có thể để góc nào đó cho nó ấm, hoặc là mình lấy khăn mình che lại. Nuôi ếch cảnh có lợi thế là không cần đầu tư nhiều, chỉ cần một hộp nhựa thêm ít nước để tạo độ ẩm là ếch có thể sống khỏe mạnh. Nước này có thể thay hàng ngày hoặc 2 đến 3 lần một tuần tùy vào đặc tính của loài ếch. Ngoài ra, cần đảm bảo nơi ở của ếch thoáng mát, sạch sẽ, tránh nhiệt độ cao hoặc quá nắng. Và nên lưu ý không nên nuôi chung ếch con với ếch trưởng thành trong một chuồng bởi chúng có thể ăn thịt lẫn nhau. Nguồn khách hàng của mình là chủ yếu là những khách người ta tò mò về con ếch. Qua những kênh TikTok hay là Facebook, người ta thấy nó lạ, người ta sẽ hỏi và mua trải nghiệm thử. Hiện tại thì mình cũng đang tìm cái nguồn kiến thức từ nước ngoài. Mình note lại để mình cải thiện hơn. Thì sắp tới mình có thể là tạo ra một cái nhóm để chia sẻ cái kinh nghiệm mà nuôi ếch, hoặc là hướng dẫn cho những bạn newbie khi mà mới bắt đầu trải nghiệm cái dòng ếch này. Với anh Khoa, nuôi ếch là một thú vui đặc biệt, không chỉ giúp giải trí mỗi ngày mà còn giúp anh có thêm nguồn thu nhập ổn định nhằm cải thiện cuộc sống.
TikTok là nền tảng phát video ngắn phát triển bùng nổ trong vài năm gần đây. Bên cạnh những lợi ích về mặt kết nối và giải trí, thì mạng xã hội này cũng đang dung túng một bộ phận người dùng đăng những nội dung nhảm nhí và độc hại. Đặc biệt, thời gian gần đây, sự bát nháo trong các hoạt động của các TikToker đã khiến người xem bức xúc. Các TikToker hoạt động rất nhiều lĩnh vực và quá tự do, phát ngôn, tự do chia sẻ hình ảnh không được phép, cũng như là thông tin, quan điểm gây ảnh hưởng đến người khác. 3 ngày liên tiếp, khi lướt ứng dụng TikTok, cô gái này ngán ngẩm khi có đến hàng chục clip thông tin tiêu cực, đấu tố và bài xích lẫn nhau với nội dung như trên. Ở cương vị là một người xem thì mình mang tính chủ yếu là giải trí, nhưng mà mình thấy những cái đó thì mình cảm thấy rất là mệt, rất là phiền phức đối với mình. À, mình coi thì mình cảm thấy nó bị nó bị ảo quá, nó bị drama quá, nên mình cảm thấy là mình lướt mình bắt đầu cảm thấy bị mệt, bị quá tải với thông tin đó. Người miền Trung họ rất là keo kiệt và buồn xỉn. Hay nội dung phân biệt vùng miền của TikToker này cũng khiến cộng đồng mạng nổi giận, tất cả nghiễm nhiên xuất hiện và trở nên viral. Chính vì thế, người dùng ứng dụng này cảm thấy bụi thực trong khoảng thời gian dài, vì xem đến đâu cũng là những nội dung vô bổ. Không phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng sẽ mang lại những giá trị lợi ích cho người xem, và có rất là nhiều những nhà sáng tạo nội dung họ cố tình tạo ra những video có tính chất drama để nhằm câu view và trục lợi cho bản thân. Người làm sáng tạo nội dung họ đang quá dễ dàng cũng như là dễ dàng với những cái nội dung mà họ làm ra. Tôi không đồng tình với việc rằng là có một làn sóng xu hướng bài xích giữa các TikToker đối với lại một đơn vị nào đó, bởi vì như vậy thì vô hình chung sẽ khiến cho ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc là nhãn hàng đó sẽ bị ảnh hưởng và mang lại những cái tiếng xấu không đáng có. Và nếu có những cái làn sóng như vậy thì cũng sẽ khiến cho những khán giả hoặc là những nhãn hàng doanh nghiệp có ấn tượng không tốt đối với những người làm sáng tạo nội dung. Ở mảng food review, giới thiệu hoặc đánh giá ẩm thực, cộng đồng mạng của một fan nóng mặt khi xuất hiện loạt tài khoản lập ra chỉ để chê các nhà hàng, quán ăn. Đây là công thức nhanh nổi tiếng nhưng cũng nhận về lắm gạch đá, vì một khi được lên xu hướng, video dễ dàng khởi xướng thành một trào lưu, lôi kéo lượng lớn người dùng tham gia. Thời điểm hiện tại là mọi người sẽ chết đuối trong thông tin nhưng vẫn đói khát về mặt tri thức. Vì sao vậy? Bởi vì thông tin nó tràn lan hết trơn, nhưng thông tin nào đúng, thông tin nào sai, kiểm định nó như thế nào, chúng ta cân nhắc, chúng ta chọn lọc và chúng ta xem xét coi cái thông tin đó đúng hay là sai. Chứ không phải chúng ta là công chúng và chúng ta bị dắt theo bởi dư luận. Bày tỏ quan điểm, đưa ý kiến cá nhân của các TikToker nằm trong việc tự do ngôn luận, tự do dân chủ, phản ánh đúng với thực tế, theo xu hướng tích cực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp với đạo đức mà pháp luật quy định. Những hành vi cố tình phát ngôn sai lệch, dẫn dắt dư luận mang tính chất vu khống, thì các bị hại là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện ra pháp luật. Những hành vi đó thì có thể sẽ bị xử lý về hành chính theo điều 101 nghị định 15 năm 2020 về việc là có những hành vi là chia sẻ hoặc cung cấp những thông tin giả mạo hoặc là thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, làm mất uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, thì mức phạt sẽ là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trên hết, vẫn là nhà quản lý nền tảng mạng xã hội này cần nhanh chóng xây dựng và siết chặt hơn về tiêu chuẩn cộng đồng dành cho những người làm sáng tạo nội dung. Đồng thời, người dùng cần mạnh tay hơn nữa trong việc báo cáo những tài khoản có nội dung không lành mạnh. TikTok cần phải có những chính sách để làm sao mà việc phân bổ lượng người xem cho đồng đều giữa các kênh thì sẽ khiến cho những nhà sáng tạo nội dung phải cần chú ý hơn nữa đối với lại đoạn clip của mình, đặc biệt là những người làm sáng tạo nội dung với những nội dung về giáo dục hoặc về kiến thức, người ta cũng sẽ có thêm nhiều những cái động lực để có thể tiếp tục làm những đoạn clip hay hơn. Việc siết chặt tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng TikTok không chỉ xây dựng một không gian mạng văn minh hơn mà còn giúp đẩy lùi những hành vi lệch chuẩn. Việc chấn chỉnh tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này là điều cấp thiết.
Jinsu, vạn món ngon bùng vị. Jinsu Foods. Vớ, để anh rửa chén. Sớp mới này lo gì rửa chén, chén nào giờ vẫn cứ đưa anh. Nhờ công nghệ bọt oxy, như thêm sáng bóng, như thêm sáng bóng, vợ thêm nhẹ nhàng. Nước rửa chén Sớp, sạch sáng bóng, thơm tươi mát. Kem đánh răng PS muối hồng và hoa cúc mới, khai phóng sức mạnh từ thiên nhiên. Với khả năng làm trắng răng của muối hồng và tinh dầu hoa cúc, được kích hoạt cùng khoáng kẽm gốc tự nhiên, giúp kháng khuẩn 99,9%. PS muối hồng và hoa cúc mới cho nụ cười trắng trưởng tự nhiên và giúp bảo vệ răng miệng toàn diện cho cả gia đình. PS bảo vệ nụ cười Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, mất xe vì mãi mê nói chuyện. YouTuber lập 2 kỷ lục thế giới cùng lúc. Minh Dự dùng những bút lập quỹ khuyến học. Hai thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Khi đi qua một nhà dân thấy mâm cúng cô hồn bày biện nhiều đồ, hai thanh niên quyết định tấp xe vào vỉa hè để lấy. Sau khi mải mê lấy đồ cúng đầy cả hai tay, thì hai người liền vội vã rời đi. Thế nhưng điều bất ngờ là họ lại cứ thế đi bộ rời khỏi hiện trường và để quên luôn chiếc xe đạp ở lại. Sau đó, gia chủ từ trong nhà bước ra mới phát hiện mâm đồ cúng đã không cánh mà bay. Đến chiếc đĩa cũng không còn. Ấy vậy, lẽ ở đâu tình hình xuất hiện một chiếc xe đạp? Tần ngần một lúc, người đàn ông đành dắt chiếc xe đạp vào nhà. Một lúc sau, hai thanh niên dường như đã phát hiện quên xe đạp, nên đã quay trở lại cùng với đống đồ cúng cô hồn vừa mới lấy. Không biết cuối cùng chủ nhà có trả lại xe đạp cho hai thanh niên trên hay không, nhưng màn giật cô hồn này của đôi bạn trẻ đã khiến cộng đồng mạng có một trận cười sảng khoái. Chỉ cần chúng ta sơ hở một chút là những tên đạo tặc sẵn sàng ra tay mọi lúc mọi nơi. Tình huống ngay sau đây tiếp tục là lời cảnh báo đối với tất cả mọi người. Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại tình huống một vụ cướp giật xảy ra vào lúc 18:36 ngày 16 tháng 8 tại Mũi Tàu, chợ Bún, Bình Dương đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, một người đàn ông đang ngồi dựa vào yên xe máy và quay lưng ra đường. Từ bên phải màn hình, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chở theo người áo trắng ngồi sau đi tới. Khi đi ngang qua người đàn ông đang đứng sát vỉa hè, người áo trắng ngồi sau giơ tay giật sợi dây chuyền trên cổ của anh này, rồi cả hai rồ ga xe chạy trốn. Mặc dù nạn nhân có đuổi theo, nhưng do chạy bộ nên hai tên cướp đã tẩu thoát. Đoạn clip nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền để nhắc nhở nhau nên cẩn thận với tài sản của mình khi ra đường để phòng cướp giật. Dựng xe bên cạnh rồi mãi mê ngồi trò chuyện với bạn, người đàn ông bị trộm mất tài sản mà không hề hay biết. Vụ việc này xảy ra ngay tại Quảng Ninh và một phần diễn biến đã được camera ghi nhận lại. Theo một phần diễn biến do camera ghi lại, lúc này một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với một cô gái tại quán bên lề đường. Trong khi đó, chiếc xe máy của anh dựng ngay phía sau lưng chủ nhân. Có vẻ họ trò chuyện cũng không lâu vì người đàn ông vẫn còn đội nguyên mũ bảo hiểm trên đầu. Ấy thế mà trong lúc người này đang mãi thao thao bất tuyệt với bạn, một gã thanh niên nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc xe máy. Hắn giả vờ ngồi lên xe rồi nhanh chóng vào ga phóng xe đi trong vòng một nốt nhạc. Điều đáng nói là lúc đó chủ nhân của chiếc xe chẳng hề mảy may phát hiện và vẫn đang bận nói chuyện với bạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại. Tình huống nguy hiểm khi tài xế điều khiển xe đi qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, xe ô tô có gắn camera hành trình di chuyển lên cầu vào buổi tối. Lúc này có nhiều người dân ngồi trên giải phân cách giữa cầu để hóng gió. Bất ngờ có một bé gái đu bám vào trụ dây giăng của cầu, bỗng nhiên tuột tay ngã nhào xuống đường đúng lúc chiếc ô tô đi tới. Thật may, tài xế di chuyển chậm nên đã kịp thời đánh lái, tránh được một tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, tình huống này cũng khiến tài xế không khỏi đứng tim. Vinamilk sữa tươi, Vinamilk sữa ngon, cô bò hạnh phúc, hạnh phúc sữa càng tươi ngon. Vinamilk 100%.
kinh đô của em. Vật đổi sao dời chứ, những điều này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Bánh trung thu kinh đô tròn vì bánh, sáng mãi chuyện đêm trăng. 70% hệ miễn dịch nằm ở đường ruột. Sữa chua Vinamilk lên men từ 12 triệu men Bulgari Cast châu Âu, tốt cho tiêu hóa. Sữa chua Vinamilk, khỏe tiêu hóa, khỏe vui mỗi ngày. Tell me. Siêu em thích siêu em. Nhưng con muốn kháng khuẩn. Làm sao đây? Downy dịu em mới, kháng khuẩn mạnh mẽ. Downy, Downy. Siêu em kháng khuẩn. 99% kháng khuẩn. Downy siêu em kháng khuẩn. 99% Dina Sexy Cool Fresh. Đây có thêm Dina Cool Fresh mát dịu, công thức làm mát mới với chiết xuất hoa cúc. Dina Sexy Cool Fresh mát dịu, skip to mát dịu. Mùa hè, quần áo của tất cả chúng ta đều dễ bẩn và có mùi hôi cứng đầu, đặc biệt ở cổ tay, cổ áo và dưới cánh tay. Bẩn cỡ này chả đến Tết mới sạch, nói gì đến thơm. Nhưng với Ariel thì khác. Ariel chuyên gia cửa trên mới, với sức mạnh 3X sạch sâu, đánh tan vết bẩn trên cổ áo, cổ tay và mùi dưới cánh tay. Sạch bẩn, sạch cả mùi hôi. Nước giặt của bạn có đủ mạnh như Ariel chuyên gia cửa trên mới. Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, hỗ trợ giảm mỡ gan, giải độc, bảo vệ gan. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Có những vết bẩn thấm màu tự hào như bùn đất, mồ hôi và mùi hôi. Đó là lý do Omo luôn không ngừng cải tiến công nghệ bằng trắng kháng bẩn xanh tiên tiến, giúp đánh bay vết bẩn, vết ố vàng và mùi hôi hiệu quả hơn. Nước giặt Omo Matic mới. Tăng cân nhưng miễn dịch kém, công trình tăng cân sụp đổ. Collagen, giàu năng lượng, bổ sung sữa non Colos IGG 24 giờ, độc quyền nhập khẩu Mỹ, giúp con không chỉ tăng cân nhanh, bền vững mà còn miễn dịch khỏe. Bia Sài Gòn chiêu, lọc lạnh sâu âm 2 độ. Bật mút he, chiều sảng khoái. Săn ngay dưới nắp chai, khoé lon dài 100 triệu, iPhone 13 Pro Max và rất nhiều giải thể nạp. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Mới đây, nhiều người đã tập trung tại thủ đô La Paz của Bolivia để thưởng thức món súp chairo truyền thống từ nồi súp chairo được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Một nhóm đầu bếp đã dùng cái nồi có đường kính 3 mét và sâu 1 mét để nấu súp với nhiều loại nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Sau khi nấu hoàn tất thì họ chia súp ra vô số những phần nhỏ, mời những người có mặt tại sự kiện và khách qua đường thưởng thức. Chairo là một món ăn truyền thống của người bản địa Aymara, được dùng phổ biến tại Bolivia và các quốc gia khác ở vùng núi Andes. Nguyên liệu để làm ra món súp này khá đa dạng, trong đó có khoai tây, thịt bò, hành tây, cà rốt, lúa mì. Sự kiện nấu nồi súp khổng lồ này được tổ chức nhân kỷ niệm 213 năm người Bolivia bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại Tây Ban Nha vào năm 1809. Một YouTuber sống tại thành phố New York, Mỹ mới đây đã gây chú ý trên mạng xã hội khi thiết lập hai kỷ lục thế giới cùng lúc, gồm uống 1 lít nước có ga, 1 lít nước sốt cà chua trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, người xem được khuyến cáo là không nên làm theo. Trong đoạn video ghi nhận màn lập kỷ lục thế giới Guinness được thực hiện mới đây, ông Eric Badlands Booker, 53 tuổi, đã rót đầy nước đóng chai có ga vào trong một cái ca có thể tích là 1 lít. Ông nở nụ cười tự tin trước những người chứng kiến và tức thì uống cạn ca nước đầy này chỉ trong vòng 6,8 giây. Với thành tích này, ông đã được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness xác lập là người uống 1 lít nước có ga nhanh nhất. Ngay sau đó, ông tiếp tục thiết lập kỷ lục uống 1 lít nước sốt cà chua trong thời gian nhanh nhất, 1 phút 18 giây. Ông Eric Badlands Booker là một YouTuber thích tham gia vào các màn thử thách ăn uống và thường đăng các đoạn clip ăn uống siêu tốc trên kênh của mình. Đối với họa sĩ 25 tuổi người Anh James Cook, vẽ tranh chân dung từng là một thử thách. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi giờ đây anh tìm được cho mình một cách thức sáng tạo nghệ thuật độc đáo, đó là vẽ tranh bằng máy đánh chữ.
James Cook cho biết, kể từ năm 2014, anh đã miệt mài rèn luyện kỹ năng hội họa nhưng chưa mấy thành công. Trong quá trình rèn luyện, anh đã tình cờ phát hiện cách thức vẽ tranh bằng máy đánh chữ khi bắt gặp các tác phẩm của họa sĩ người Mỹ, người rất nổi tiếng với trường phái sáng tác tranh bằng cách thức như thế vào khoảng giữa thế kỷ 20. Một cuộc triển lãm các tác phẩm tranh vẽ bằng máy đánh chữ của James Cook đã diễn ra từ ngày 16 tháng 7 vừa qua. Dù đam mê nghệ thuật hội họa, nhưng James Cook không theo đuổi sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp. Hiện anh đang theo học ngành kiến trúc ở thủ đô London. Hannah Hoàng, nữ ca sĩ được nhiều fans của dòng nhạc indie yêu mến mới đây, đã ra mắt MV Em Chỉ Muốn. Sản phẩm solo đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Hannah sau một thời gian vắng bóng kể từ thành công của Thời Đại Nào Rồi. Vốn được khán giả biết đến với cái tên âm nhạc đa màu sắc thông qua những bài hát mang năng lượng tích cực tươi sáng, thế nhưng sản phẩm mới đây của Hannah như một lời khẳng định về nguồn năng lượng mà cô luôn muốn gửi gắm trong từng sản phẩm của mình. Bản nhạc pop funky với giai điệu vui vẻ là nỗi lòng của người con gái gửi đến người con trai của mình với khao khát được tự do, cũng là ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn khi đã trải qua những tháng ngày ngồi yên vô cùng khó khăn trong thời kỳ Covid vừa qua. Qua đó, bài hát truyền đi thông điệp thôi thúc các bạn trẻ khám phá thế giới xung quanh và hết mình với đam mê. Sự kiện QRW diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như ca sĩ Chibu, Hoàng Dũng, Á Hậu Hoàng Oanh. Tại sự kiện, W cũng lần đầu tiên công bố W Celebrity Commercial Network, mạng lưới truyền thông giải trí thế hệ mới. Theo đó, W sẽ đưa ra những chiến lược hỗ trợ các nghệ sĩ trong quá trình hoạt động và sáng tạo có thể kể đến, như xây dựng hình ảnh, chiến lược sản phẩm, kế hoạch truyền thông marketing, tư vấn phát hành âm nhạc. Sau hơn nửa năm ra mắt quyển sách Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng của diễn viên Minh Dự đạt mốc 30.000 bản in. Nhân dịp này, anh đã thực hiện chuyến đi thiện nguyện cho trẻ em nghèo tại Vĩnh Long, đồng thời dùng tiền nhuận bút thu được thành lập quỹ Chữ Đổi Đời nhằm giúp đỡ các học sinh khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Minh Dự khẳng định quỹ Chữ Đổi Đời đã được ấp ủ trong nhiều năm và là dự án cá nhân của riêng anh. Quỹ sẽ được vận hành bằng tiền nhuận bút và các hoạt động nghệ thuật khác của Minh Dự mà không kêu gọi ủng hộ trực tiếp trên mạng xã hội. Theo đó, quỹ sẽ thực hiện 2-3 hoạt động từ thiện định kỳ hàng năm. Diễn viên Minh Dự cho biết thời điểm kết thúc năm học sẽ là khoảng thời gian anh tổ chức các hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo trên khắp cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sẽ quay trở lại vào khung giờ này ngày mai trên kênh HTV7 và HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị nhớ chú ý đón xem để cập nhật cho mình nhiều thông tin cần thiết. Còn bây giờ Thảo Nhi và Hoàng Ngân xin kính chào tạm biệt.